Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Các bạn đã bước qua là ngày Chủ nhật rồi Và hôm nay đây các bạn cũng sẽ không có thấy hình ảnh của Thuận Tại vì Thuận muốn chú tâm để mà chia sẻ một cái sự kiện lớn với các bạn Nhưng mà nào mà theo dõi mạng rồi cũng đã biết cái sự kiện này rồi Đó chính là cái sự kiện liên quan đến USDC bị mất phép Và đã có nhiều bài viết liên quan đến sự kiện này Thuận muốn dành thời gian ngày hôm nay để mà chia sẻ trước hết là tổng quát về cái sự việc này Kế đó là những cái thông tin mới nhất các bạn tại vì các bạn thấy được là USDC đó ngày hôm qua mức peak xuống đến mức là khoảng chừng 88 cent cho một đồng USDC rồi sau đó chúng ta lại có một cái sự hồi phục cho lên hiện bây giờ đó thì vẫn chưa cho là một đô la bây giờ mức là 95 cent vẫn còn là xuống 4.4% thì có thông tin gì dẫn đến cái sự hồi phục này đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn cộng với lại sự kiện này đó rất là có sự ảnh hưởng đối với thiền crypto cũng giống như là có sự ảnh hưởng đối với bản thân của Thuận và đương nhiên sự kiện này là gắn liền với một sự kiện lớn hơn nữa đó chính là cái sự kiện liên quan đến cái sự sụp đổ của ngân hàng SBB và à, nhiều bạn cũng đã xem video thường chia sẻ ngày hôm qua rồi tại sao ngân hàng SVB lại sụp đổ và đã có sự ảnh hưởng như thế nào và có liên quan gì đến fed và cái à, cuộc công bố lãi suất tuần sau nhưng mà đầu tiên hết á, thì à, chúng ta hãy nói về usdc thì nhiều bạn cũng đã biết là tối ngày hôm qua đó USDC đã bị mất peg đây là một cái đồng ổn định thì đương nhiên là phải giữ giá một đô la nhưng mà hôm qua các bạn thấy được là đã đi xuống và chúng ta thấy cái mức thấp nhất là khoảng chừng là 87 cent trên một đô la có nghĩa là cái đồng này đó ở cái mức thấp nhất từ hôm qua tới bây giờ đã xuống tổng cộng là 13 phần trăm các bạn sau đó chúng ta có một cái sự hồi phục tôi sẽ nói về tại sao lại có một cái sự hồi phục này một lát nữa và lý do tại sao mà đồng này mất peg đó là tại vì liên quan đến cái sự kiện mà nhiều bạn cũng đã theo dõi gần đây và thường đã chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm qua liên quan tới ngân hàng SVB nhưng mà nào mà vẫn chưa hiểu chuyện này xảy ra đó, thì nên xem video 1552 để hiểu rõ hơn và cái sự kiện đó liên quan đến à, công ty Circle và công ty Circle đó chính là công ty mà phát hành đồng ổn định USDC. Tối ngày hôm qua sau khi mà Thuận làm video thì Thuận mới thấy cái thông tin là công ty Circle đã thông báo trên Twitter là họ có 3.3 tỷ đô la trong tổng số là 40 tỷ tài sản dự trữ của USDC đang bị kẹt ở ngân hàng SVB mà ngân hàng SVB các bạn đã biết là coi như bị sụp đổ rồi ngân hàng này bây giờ đã được tiếp quản bởi cơ quan quản lý tài chính ở Cali cùng với lại FDIC nghĩa là cái cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm ngân hàng liên bang thì câu hỏi là cái số lượng 3.3 tỷ đô la này có lấy được hay là không lấy lên được bao nhiêu đó nên câu hỏi mà không có câu trả lời và tối ngày hôm qua cũng không có nhiều thông tin đến từ công ty Circle dẫn đến nhiều người rất là lo lắng các bạn và đương nhiên đây là một ổn định nếu như chúng ta không có đầy đủ số tiền để mà hỗ trợ một đô la thì đồng này coi như đã bị mất phép và chúng ta đã thấy được là thị trường đã phản ảnh điều đó chỉ là ngày hôm qua các bạn được là có một thời gian xuống rất là sâu xuống chỉ còn có khoảng chừng là 87 cent mà thôi cho một đô la thì đây là hiện tượng you liên quan tới usdc và đây là một động định rất là lớn như bạn cũng đã biết rồi và đối với lại cái sự kiện liên quan tới svb đó thì vẫn đang diễn ra hiện tại để thường cho các bạn xem một cái à, đoạn video ngắn liên quan đến svb đây là một cái chi nhánh svb tại california thì các bạn thấy được là tới hồi sáng này đó người ta vẫn đang đứng chờ để mà có thể vào rút tiền à, và mọi người vẫn đứng chờ bên ngoài thường không biết là có cho người ta vô rút tiền hay là không và hiện bây giờ là đang mưa cali các bạn mà mọi người vẫn tiếp tục đứng chờ đợi nói chung thì ngày thứ hai khi mà mở cửa trở lại tình hình của scb ra sao chúng ta vẫn chưa có nắm rõ tại vì cái thông tin liên quan tới scb đã đến rất là đột ngột ngày thứ sáu và chúng ta cũng đã thấy được là đối với lại cái tình trạng mà không rõ ràng như thế này đó, thì hai cái sàn lớn là coinbase và binance họ đã công bố là họ sẽ tạm ngưng không cho hoán đổi đồng usdc qua đồng đô la nữa đương nhiên này khiến cho mọi người lại càng hoảng loạn hơn nữa và mọi người đi tìm kiếm những cái nơi khác có thể cho họ hoán đổi USDC qua một đồng khác hay là qua đồng đô la Nhưng mà cái sự ảnh hưởng không chỉ ngưng ở USDC mà nó lan tỏa qua một số những dự án khác và đặc biệt Đó chính là cái dự án DAI các bạn, đây là một cái đồng ổn định giao thức trên mạng lưới của Ethereum Và các bạn đã nhớ là cái tay không lâu đó, hồi tháng 10 của năm ngoái thì MakerDAO đây là một cái cơ chế quản trị của hệ thống đồng đai Cộng đồng MakerDAO đã ủng hộ và đã thông qua là sẽ lưu trữ một số lượng lớn đồng USD coin Đây là cái tài sản dùng để mà đảm bảo giá trị của một đồng đai là một đô la Và 1.6 tỷ đô la USD coin này là được gửi cho Coinbase Prime Để có thể nhận được 1.5% lợi nhuận các bạn à, Và đương nhiên chúng ta thấy được là con số này không hề nhỏ đối với lại tổng số vốn hóa của đồng đai Và chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là đồng đai này tài sản mà họ lưu trữ là 51.87% là được đại diện bởi đồng USDC rồi và khi mà chúng ta thấy được là đồng USDC gặp vấn đề mất peg thì các bạn nghĩ đồng đai này là sao? Đồng đai này cũng gặp vấn đề mất peg luôn các bạn, cũng tương tự như USDC. Ngày hôm qua đó đã có thời gian đi xuống tới cái mức hoàn chừng chỉ còn có uh, 88 cent một đô la mà thôi. Bây giờ cũng giống như là USDC đã có một cái sự hồi phục các bạn. Bây giờ thì uh, vẫn chưa trở lại một đô la ở mức là 96 cent cho một đô la hiện tại. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái sự đốt đồng đai ngày hôm qua đó thì rất là nhiều luôn các bạn từ hôm qua tới bây giờ chúng ta có tổng cộng là 706 triệu đô la đồng đai đã bị đốt đi tại vì người ta không muốn tiếp tục lưu trữ đồng đai nữa vì lo sợ cái sự kiện của USDC có thể là xấu hơn là nhiều người tưởng và chúng ta có thể thấy được là không chỉ riêng đồng đai mà chúng ta cũng có những cái hệ thống à, cung cấp tính thanh khoản như là Curve, Pools à, người ta cũng không muốn lưu trữ đồng USDC nữa và trong cái pool này đó chúng ta thấy được là mọi người đổi ra USDT dẫn đến là UCC chỉ còn có 1.5% của cái pool này mà thôi. Và không chỉ riêng là chúng ta thấy được là những cái dự án này bị ảnh hưởng mà có một công ty nữa đang trong cái tình trạng là khai bơi phá sản, à, cũng gặp vấn đề luôn các bạn, đó chính là công ty BlockFi. Rất là đáng tiếc cho những nạn nhân của BlockFi tại vì theo hồ sơ nộp vào ngày 10 tháng 3 đó thì BlockFi đang mắc kẹt 227 triệu USD không được bảo hiểm bởi FDIC cho số tiền đầu tư vào quỹ tương hỗ tại ngân hàng dù đóng cửa đó là Silicon Valley Bank Các khoản tiền đầu tư của BlockFi tại Silicon Valley Bank không thuộc diện được FDIC bảo hiểm và không được bảo vệ bởi bất kỳ cơ quan chính phủ liên bang nào và không được ngân hàng nào bảo lãnh Và đây là cái số lượng tiền mà đã nằm trong danh sách trả lại tiền nạn nhân các bạn cho nên rất là đáng tiếc Bảo hiểm liên bang đó, các bạn đã nhớ thường chia sẻ ngày hôm qua là FDIC chỉ trả 250.000 đô cho mỗi người gửi tiền nhưng không bao gồm phạm vi của các quỹ thị trường tiền tệ trong trường hợp đầu tư tiền vào quỹ tương hộ của BlockFi thì sẽ không được bảo hiểm Và nói đến đây đó, thì có thể một số bạn sẽ nói là có phải thị trường đã phản quá hay không Thì cái cách suy nghĩ như thế này Tại vì nếu chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa của USDC là khoảng 40 tỷ Thì 3.3 tỷ đã bị kẹt ở SVB Thì cái cách suy nghĩ của một số người đó là chúng ta thấy được là cái số lượng tiền mà bị giam so với lại tổng số lượng tiền mà Circle có thì đại diện cho 8.25% có nghĩa là nếu chúng ta làm một bài toán thì nhiều bạn sẽ nói là cái số lượng tiền mà đang được đảm bảo cho một đồng USCC là 91.75% thì đâu đến nỗi nào mà công ty này sẽ gặp nhiều vấn đề như vậy và tại sao mọi người lại hoảng hốt đúng là 91.75% đảm bảo cho một đô la thì không có đầy đủ nhưng mà cũng không đến nỗi là quá tệ đối với một số người họ có thể nghĩ như vậy nhưng mà cái cách suy nghĩ của rất là nhiều người là không phải vậy các bạn người ta nghĩ là những ai mà sớm nhất đổi đồng USDC ra đô la thì sẽ nhận được toàn bộ tiền của họ những người nào mắc kẹt có nghĩa là 8 chấm 25% của người mắc kẹt cuối cùng đó là không nhận được gì hết Có nghĩa là một là các bạn nhận được một đô la Còn hai là các bạn nhận được không đô la Nếu như mà các bạn chậm trễ mà không đổi hết ra đồng USD Đó là suy nghĩ của rất là nhiều người Cho nên mới dẫn đến cái sự hoang loạn của ngày hôm qua Và cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là Coinbase Binance Ngay lúc đó là họ không muốn cho hoán đổi ra USD nữa Tại vì họ không muốn là người nắm giữ USDC À, lúc cuối cùng và lúc cuối cùng thì không còn tiền gì hết các bạn thì sẽ không thể nào mà lấy lại tiền của mình thì đối với nhiều người họ sẽ nghĩ như vậy một là lấy lại hết một đô la còn hai là họ sẽ bị mất hết cho nên chúng ta mới thấy tình trạng của ngày hôm qua và không chỉ riêng là đồng đai đồng USDC mất peg mà chúng ta thì được có một đồng khác cũng bị mất peg luôn đó chính là đồng USDD của hệ thống Tron các bạn cái đồng này đó chúng ta hay được là cũng như là hai đồng kia à, cũng đã xuống nhưng mà không phải sâu như hai đồng kia các bạn ngày hôm qua xuống thấp nhất là 92 cent cho một đô la đây là một đồng mà cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự kiện này và một đồng mà rất nhiều Fed trong bao nhiêu năm qua mà lại không bị ảnh hưởng các bạn đó chính là đồng tether usdt thì tối ngày hôm qua vẫn tiếp tục giữ được cái mức là một đô la cho một đồng usdt các bạn được đây là cái điều trái chiều đây chúng ta đều nghĩ là những công ty như là usdc công ty circle thì sẽ an toàn hơn nhiều nhưng mà tới cuối cùng thì các bạn được là tether vẫn giữ được một đô la tuy nhiên thường cũng không phải là tin tưởng tether rồi các bạn tether là một trong những công ty mà có rất là nhiều sự không rõ ràng trong vòng bao nhiêu năm qua cho bản thân thường đó cho dù chúng ta thấy được là tether bây giờ vẫn giữ được một đô la nhưng mà đó cũng không có nghĩa là các bạn nên tin tưởng đồng tether bản thân thường thì uh, thì bây giờ có một suy nghĩ khác các bạn, nhiều bạn cũng đã biết là Thuận thường hay chia sẻ mỗi hai tuần với các bạn là Thuận đang lưu trữ những tài sản nào. À, Thuận chia sẻ một phần liên quan đến crypto, có nghĩa là trong thì crypto này Thuận lưu trữ những đồng nào và cái phần trăm là bao nhiêu. Và Thuận cũng chia sẻ là tổng cái phần trăm đầu tư của Thuận liên quan đến crypto là bao nhiêu so với lại những cái mảng đầu tư khác là bao nhiêu. Thì các bạn đều biết là Thuận lưu trữ một thời gian dài rồi, Thuận lưu trữ rất là nhiều tiền mặt và đồng ổn định stablecoin và đã từ năm ngoái đó các bạn được thuận đã từ từ dùng stablecoin đó để mà thu mua crypto trung bình giá cùng các bạn và ngoại trừ dùng stablecoin và tiền mặt ra thì cũng dùng tiền mà mình đi làm để mà thu mua crypto và các bạn thấy được là cái phần trăm stablecoin và tiền mặt đó đã giảm rất nhiều theo thời gian có lần các bạn nghe nhớ là cái con số này có thể lên tới khoảng chừng là 40 phần trăm thì tới cách đây khoảng chừng là hai tuần đó ngày 26 tháng 2 đó là lần cuối cùng tôi chia sẻ với các bạn tôi sẽ chia sẻ thêm một cái À, phần trăm update sau khi mà Thuận tổng kết tất cả Nhưng mà cách đây khoảng chừng 2 tuần đó là Thuận còn khoảng chừng là 27.6% là tiền mặt Và trong cái số tiền mặt này đó khoảng 2 phần 3 là đồng ổn định USDC của công ty Circle Đồng mà chúng ta nói tới hồi nãy giờ đó Thì đối đầu với những cái sự kiện này Thuận đã có quyết định gì? Những người nào mà theo dõi kênh chắc các bạn cũng đã biết rồi à, Thuận đã cuối cùng suy nghĩ và đã quyết định là đổi hết USDC sang BTC và bà thuận đã chia sẻ tối ngày hôm qua đó là thuận có thể đổi USDC qua một đồng ổn định khác như là USDT nhưng mà bây giờ đó chúng ta thực sự vẫn chưa rõ là đồng nào có dính với lại ngân hàng Silicon Valley Bank và sự sụp đổ của SVB có ảnh hưởng đến ngân hàng nào khác mà họ sử dụng hay là không Tại vì các bạn thấy được là có một số à, những cái à, sàn giao dịch hay là một số những công ty Họ đã lên tiếng là họ không có lưu trữ tiền ở trong ngân hàng SVB này Nhưng mà ngân hàng SVB này đó sụp đổ thì sẽ có thể có hưởng domino Các bạn đã nhớ là ngày hôm qua Bộ trưởng Tài chính nói là đang quan sát một số ngân hàng Chúng ta không biết được những ngân hàng đó những ngân hàng nào và có sự quan hệ như thế nào đối với SVB Cho nên à, Thuận không có muốn lưu trữ độ ổn định và Thuận đã quyết định là đổi hết sang BTC và nếu như mà Circle đó nói thật thì họ bị giam 3.3 tỷ của 40 tỷ ở SVB thì nghĩa là khoảng 825% thường chia sẻ với các bạn và cũng có khả năng là họ có cách để mà bù vào cái phần đó, có thể là à, họ sẽ được bảo hiểm hay là họ sẽ vay mượn đâu bù vào phần đó thì à, tất cả sẽ trở lại như bình thường là một đô la. Rủi ro là trong cuối tuần này đó mọi người tới rút mà chúng ta lại có hiện tượng bank run tại vì tất cả những gì đang xảy ra hiện bây giờ đó chúng ta đều không biết kết quả cho đến khi nào mà ngân hàng mở cửa trở lại ngày thứ hai tại vì cuối tuần ngân hàng đóng cửa các bạn và tối ngày hôm qua khi đường chia sẻ cái thuyết này nó mới có tối ngày thứ sáu thôi các bạn. Cuối tuần này là một cuối tuần dài đằng đẵng Hôm nay chỉ mới thứ bảy mà thôi. Và thuận lựa chọn lưu trữ thêm BTC ở thời điểm này chấp nhận mất 10% khi mà đổi qua BTC. Tại vì các bạn thấy được là đồng USDC mất thép và khi các bạn đổi qua BTC các bạn phải à, trả một cái phần phí nữa. Cho nên à, tổng cộng mức mất là khoảng 10%. Nhưng mà nhiều bạn đó thì à, sẽ hỏi thuận là tại sao mà thuận không đổi qua à, đồng đô la hay là tại sao mà à, thuận lại lựa chọn đổi qua BTC một cách nhanh chóng như vậy trong khi đây là một cái phần tiền đổi thường không hề nhỏ các bạn thì có rất nhiều bạn muốn biết là tại sao mỗi lần mà có biến thì thường lại có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy thì một phần đó đối với thuận là mình phải tính trước cái trường hợp như là mất phép có thể là thuận bị bệnh nghề nghiệp cho bạn à, có thể là nhiều bạn nghĩ là khi mà thuận nhìn cái tài sản của mình nhìn uh, những cái đồng mà mình đang có nhìn vào tiền mặt mình đang có thì cảm thấy rất là vui giống như là nhiều bạn uh, thích bỏ tiền kết sắt rồi lấy tiền ra để mà đếm thì cảm thấy là vui hay là nhìn tài sản của mình uh, lưu trữ bằng vàng hay gì đó cảm thấy vui nhưng mà có thể là bệnh nghề nghiệp khi mà thuận nhìn thấy uh, những cái tài sản đó hay là thuận nhìn thấy USCC đó thường không thể không nghĩ đến là nếu ngày nào đó USCC gặp vấn đề thì thường sẽ tính như thế nào, cũng như là thường nhìn à, tài sản của một người nào đó mà họ lưu trữ vàng hay là lưu trữ nhiều tài sản, nhiều tiền mặt ở trong két sắt, Thuần phải nghĩ đến là lỡ như mà quan trọng vào nhà sẽ ra sao, lỡ như mà bị hỏa hoạn, lỡ như mà bị chiến tranh thì sẽ như thế nào? thì mỗi lần mà thuận nhìn vào USDC à, đều nghĩ đến là có khả năng đó khả năng đó là bao nhiêu đó thì trước đây thuận nghĩ là không có cao đâu các bạn nhưng mà đó là một cái sai lầm của thuận khả năng đó xảy ra nhanh hơn là thuận nghĩ và tại sao lại mất phép thì đương nhiên thuận sẽ không bao giờ biết được nhưng mà thuận phải nghĩ đến là khả năng là có thể mất phép và thuận cũng đã có sẵn một số những cái sự lựa chọn tùy theo tình hình khi mà nói tới quản lý rủi ro đó thì sẽ không có sự lựa chọn nào hoàn hảo hết các bạn tùy theo là các bạn muốn quản lý bao nhiêu và chấp nhận rủi ro bao nhiêu đó là một cái sự đánh đổi nếu như mà các bạn quá chú tâm tìm kiếm một sự lựa chọn hoàn hảo thì khả năng là mình sẽ bị động trong trường hợp tối qua đó liên quan đến USDC thì thuận xem cái phần lỗ 10% như là cái phí mua bảo hiểm và thuận nghĩ đến là tương lai BTC giá cả sẽ ra sao và lựa chọn chuyển nhượng rủi ro của USDC cho người khác với mức giá bảo hiểm là 10% có thể là USDC sẽ không sao hoặc là tiếp tục mất phép không có đúng hay là sai các bạn, đó là rủi ro và lợi nhuận mà hai bên là phải chấp nhận. Và đối với thuận, tại sao là không đổi ra đồng đô la? Tại vì một trong những lý do tại sao mình lưu trữ đồng USDC là tại vì thuận muốn có một cái sự nhanh gọn lẹ khi mà thuận cần đầu tư trở lại chứ còn đem tiền từ ngân hàng vào để phải chờ. Cho nên thuận không có muốn chờ đợi như vậy, cho nên thuận mới để sẵn USDC chỉ vì mục đích là đầu tư trở lại mà thôi. Cho nên cái lựa chọn chuyển hết ra đồng đô la thì không phải là cái sự lựa chọn mà thuận mong muốn hiện bây giờ và nhiều các bạn cũng đã biết à, là bản thân của Thuận đã chia sẻ chốt lời rất nhiều năm 2021 và như bạn cũng có thể đoán được là Thuận chốt lời từ cái mức giá là 58.000 đô tuy nhiên Thuận không có thể nào biết được định tới đâu các bạn nhưng mà từ cái mức giá đó Thuận chốt lời lên tới cái mức cao là 69 rồi lại chốt lời ngược trở xuống tới cái mức là khoảng 46-47.000 đô đó rồi sau đó Thuận đã coi như là chốt lời xong rồi thì cái phần trăm mà Thuận chốt lời trung bình thì vẫn ở mức coi như là cao các bạn tuy nhiên là không thể nào mà đúng đỉnh được nhưng mà cũng coi như là cao thì với cái mức giá hiện bây giờ à, vẫn là một cái mức rất là thấp so với cái mức của thường chốt Lời Cho nên Thuận đã quyết định là lấy USDC để mà đổi hết qua BTC Và đó là cái sự lựa chọn của bản thân của Thuận mà thôi Thuận chỉ chia sẻ để các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư Đây là một trong những cái mà Thuận hy vọng làm được trong kênh này bao nhiêu năm qua với các bạn là Thuận chia sẻ suy nghĩ của bản thân của mình chia sẻ quá trình đầu tư, chia sẻ là thuận đang làm gì không phải để các bạn copy theo tại vì đây chỉ là một cái thông tin thôi các bạn không phải là lời khuyên đầu tư mà thuận chia sẻ để các bạn có thể rút ra được kinh nghiệm, có thể là thuận làm đúng, có thể là thuận làm sai, không phải lúc nào cũng đúng và không phải lúc nào cũng là sai nhưng mà ít như gì thì các bạn cũng có thể là theo dõi trực tiếp và tự rút ra quyết định cho bản thân của mình cho nên thuận mới chia sẻ những cái thông tin này với các bạn và thôn thì vẫn còn tiền mặt ở trong ngân hàng và vẫn sẽ tiếp tục chung bình giá với cái số lượng tiền mặt đó ở những mức như thế này khi nào mà thường chúc lời thì đương nhiên thường sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà đối với lại cái sự chuyển đổi của USDC qua BDC tối ngày hôm qua đó thì nếu như mà BDC đi theo cái xu hướng chúng ta mong muốn thì thường sẽ chúc lời sớm hơn để dự định rất là nhiều các bạn tại vì đó là một cái con số đầu tư không hề nhỏ tối ngày hôm qua và đối với thuần bốn từ đắt giá nhất trong đầu tư là lần này sẽ khác bốn từ đặt giá thứ nhì là sẽ không bao giờ và bốn từ đánh giá thứ ba là thu nhập thụ động các bạn trên đầu tư chúng ta có rất là nhiều bốn từ đánh giá và đây là cái kinh nghiệm thuận chia sẻ với các bạn đã rất nhiều lần rồi và thu nhập thụ động là một trong những kinh nghiệm chúng ta đã coi như là rút ra được trong thời gian là hai năm qua và đương nhiên liên quan tới lần này sẽ khác nhiều bạn cũng đã biết rồi đây là một cái câu nói mà áp dụng với rất là nhiều trường hợp và ngay cả trong cái trường hợp liên quan đến sự kiện USCC chúng ta cũng sẽ thấy được lần này không có khác các bạn các bạn thấy được là bao nhiêu lần chúng ta thấy được là những ngân hàng họ đã cho vay hay là đầu tư quá đà dẫn đến là họ không nghĩ đến rủi ro khi mà một sự kiện gì đó xảy ra như là phát tăng lãi suất dẫn đến họ không có tiền gửi vào nữa dẫn đến người ta đến rút tiền rồi họ không có tiền để mà trả cho những cái người mà gửi đó họ phải bán trái phiếu với cái mức lỗ và đương nhiên dẫn đến là họ bị sụp đổ lần này cũng như vậy các bạn lần nào cũng vậy hết chúng ta được là bao nhiêu năm qua chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là những cái đợt mà ngân hàng bị phá sản lúc nào cũng như vậy chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ có những cái luật tốt hơn chắc chắn hơn à, mọi người sẽ không có lặp lại cái sai lầm đó các bạn được là lần nào cũng như vậy ngân hàng lại lặp lại ngay cái sai lầm như vậy Tại vì sao? Các bạn có thể nhớ là năm 2020 khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì tất cả những cái quy định ngân hàng à, từ năm 2008 đó liên quan đến là ngân hàng phải được lưu trữ bao nhiêu tiền và cho vay bao nhiêu, có thể đầu tư những mảng nào, đầu tư bao nhiêu đó Những cái quy định đó, đó phần lớn là coi như là đã bị à, xóa đi trong năm 2020 Tại vì lúc đó là các bạn đã nhớ là Fed muốn bơm tiền vào trong thị trường muốn kích thích nền kinh tế và đương nhiên để dẫn đến rất nhiều ngân hàng đã có nhiều cái mảng đầu tư mà họ không nên có dẫn đến cái tình trạng ngày hôm nay lần này cũng như vậy các bạn cho nên đây là một trong bốn từ đắt giá nhất là các bạn nên nhớ lần này sẽ khác thứ nhì là sẽ không bao giờ và trong trường hợp này các bạn được là chúng ta nhìn thấy được là công ty circle phát hành đồng USDC là một trong những công ty mà hầu như ai cũng cho là cực kỳ an toàn ở Hoa Kỳ các bạn các bạn đã biết là công ty Circle là công ty mà hợp tác trực tiếp với sàn Coinbase họ có một hiệp hội gọi là Center công ty Circle cũng là công ty mà được chăm vốn trực tiếp bởi BlackRock và Fidelity các bạn vốn rất là mạnh và công ty Circle này đó họ cũng đã bắt đầu là đưa một số tiền dự trữ của mình đưa cho BlackRock quản lý trong quỹ đầu tư của BlackRock các bạn đã nhớ đây là thông tin hồi tháng 11 năm 2022 và công ty Circle cũng là công ty mà có kiểm toán đến từ Big Four các bạn Kiểm toán của công ty Circle là Deloitte Thì đối với lại những thông tin này đó các bạn đều có thể đưa ra một cái lập luận là công ty Circle phát hành USDC Có thể nói là USDC là đồng ổn định an toàn nhất trong tất cả đồng định chúng ta có Và có thể các bạn nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ thấy USDC mất phép Nhưng mà kết quả thì ra sao các bạn. Công ty Circle có thể vẫn là công ty cực kỳ uy tín và họ thực sự là có cái số lượng tiền cần thiết để mà hỗ trợ một đô la nhưng mà cái mà không uy tín đó chính là ngân hàng họ sử dụng cho nên chúng ta mới có tình trạng ngày hôm nay cho nên sẽ không bao giờ trong trường hợp này cũng là một trong những từ đắt giá nhất các bạn và bốn từ đắt giá thứ ba là thu nhập thụ động thì đây là tổng hợp chung những gì mà chúng ta đã rút ra được trong thời gian hai năm qua à, chúng ta được là trong thị trường crypto này đó nó cũng giống như thị trường tài chính bình thường mà thôi tại vì khi mà vào crypto đó thì nhiều người họ lại không có áp dụng những cái kinh nghiệm họ đã có từ đầu tư trong thị trường tài chính truyền thống. Tại vì trong thị trường đầu tư tài chính truyền thống đó thì rất là nhiều những thu nhập thụ động, một đó là họ tính phí quá cao đến nỗi mà thu nhập thụ động không có bao là bao nhiêu hết. Còn hai đó là những cái đó những cái đầu tư lừa đảo nhưng mà khi mà vào crypto thì họ lại quên đi các bạn bản thân thường cũng như vậy, thông vào crypto thường lại quên đi, thường nghĩ đây là một cái nền công nghệ mới có khả năng staking tất cả điều mới hết cho nên thu nhập thụ động có thể là một cái gì đó có thể thực hiện được trong thiền crypto này. Cho nên trước đây các bạn đã biết là Thuần cũng đã lưu trữ tiền ở trên BlockFi ở trong Celsius rồi sau cái sự kiện của Luna USDT thì Thuần đã không có lưu trữ nữa và thường đã thông báo với các bạn nhiều lần thời điểm đó là hồi tháng 5 của năm 2022. Thì đối với thu nhập thụ động đó khi nghĩ lại bạn sẽ thấy là chúng ta không theo đuổi cái từ thụ động trong các lĩnh vực khác trong cuộc sống bạn có thích bác sĩ thụ động hay không bạn có thích kinh doanh với đối tác thụ động hay không bạn có thích tập thể dục thụ động hay không làm tình thụ động nhưng chúng ta lại rất thích đầu tư thụ động người chủ động sẽ lấy tiền từ người thụ động đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây chúng ta lại có thêm một cái bốn từ đã khá nhất trong thị trường đầu tư này rồi nói tới công ty circle à, thì chúng ta có thông tin gì mới à, thật ra trước khi làm video này đó cách đó nửa tiếng thì công ty circle đã đưa ra một cái thông tin mới nhất và thông tin này đã ít nhiều gì giúp đỡ được cho đồng Circle có thể là à, hồi phục lại một chút các bạn Vẫn chưa trở về một đô la nhưng mà hồi phục lại so với lại à, tối ngày hôm qua là khoảng chừng 90 cent, 88 cent Bây giờ đã trở lại 95 cent rồi Thì đây là một cái thông tin chủ yếu nó mang tính chất chứng ngàn mà thôi để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Thì công ty Circle chiến lược là lúc nào cũng muốn có 100% tiền mặt và công trái phiếu để mà hỗ trợ đồng USCC này để giữ giá là một đô la cái số tiền mà họ lưu trữ đó là phân bổ như thế này họ nói là USDC đó thì tài sản của họ là lưu trữ 77% có nghĩa là khoảng 32.4 tỷ đô la là họ lưu trữ trong công trái phiếu và công trái phiếu này đó là có kỳ hạn 3 tháng mà thôi chứ không phải là công trái phiếu tính theo năm có nghĩa là lỡ như mà có chuyện gì họ vẫn có thể bán công trái phiếu này với cái mức giá không có định nỗi nào hay là họ có thể chờ vài tháng để có thể là hết hạn công trái phiếu này chứ không nên nổi là họ phải bán lỗ như công ty kia ý họ là như vậy và kế đó nữa là họ có 23% nghĩa là 9.7 tỷ đô la là tiền mặt lưu trữ bởi những cái công ty và những công ty đó đó trong đó có ngân hàng SVB và ngoại trừ SVB ra đó thì họ cũng lưu trữ tiền trực tiếp với lại ngân hàng BNY Mellon và công ty BlackRock. Phần còn lại là khoảng 23% Bản được là họ có 77% lưu trữ trong công trái phiếu rồi họ có 23% lưu trữ bởi những ngân hàng phần còn lại họ nói là họ có 23% còn nếu như mà họ không lấy được cái số 3.3 tỷ đó thì như thế nào thì cái số phần của họ cũng sẽ giống như là những công ty còn lại phải chờ được xử lý các bạn còn về 3.3 tỷ đô la đó họ phải kiếm ở đâu để lắp vào để có được cái peg là một đô la thì đó là chuyện mà chúng ta chưa biết hiện bây giờ Điều thú vị đó là lúc nào các bạn cũng đã nhớ chúng ta nghe các nhà lập pháp đó nói về cái sự rủi ro đến từ thị trường crypto ảnh hưởng đến tài chính truyền thống. Điều đó đó thì vẫn chưa xảy ra nhưng mà chưa gì hết á thì rủi ro từ tài chính truyền thống đã ảnh hưởng đến thị trường crypto rồi. Và bây giờ là chúng ta có rất là nhiều những nhà đầu tư đó kêu gọi là chúng ta nên có sự can thiệp đến từ Fed. Fed phải cung cấp tiền để mà cứu những cái ngân hàng có liên quan và trong đó đương nhiên phải cứu luôn ngân hàng SVB à, các bạn được là bây giờ rất nhiều người kêu gọi cái đó và các bạn cũng đã thấy được là lý do là tại vì bảo hiểm FDIC chỉ trả cho mỗi một cái người gửi tiền là 250 000 mà thôi mà trong đó chúng ta có rất là nhiều những công ty sử dụng ngân hàng SVB tại vì đây là ngân hàng chủ yếu cung cấp dịch vụ cho những cái công ty mà họ gửi cái con số rất là lớn các bạn cho nên cái số lượng người gửi mà dưới 250.000 đô chỉ có 2.7% của khách hàng mà thôi các bạn còn lại 97.3% khách hàng đó là không có được đảm bảo tổng số tiền tại vì họ gửi con số rất là lớn các bạn hiểu đây là một cái sự kiện mà có sự ảnh hưởng rất là nhiều luôn và trong đó chúng ta cũng có cái công ty rất nổi tiếng là Roku Roku đã thông báo là họ bị giam lại gần như là nửa tỷ các bạn 487 triệu tiền mặt là 26 tiền mặt của công ty đang lưu trữ ở ngân hàng svp này và nếu như mà ngân hàng svp này à, không có trả tiền cho họ đó thì à, họ sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn các bạn và đương nhiên đây là một cái ví dụ của một công ty điển hình mà thôi chúng ta có đi công ty nằm trong trường hợp này và chúng ta cũng thấy được là đây là ngân hàng mà được sử dụng rất nhiều bởi những công ty công nghệ cùng với những công ty mà nghiên cứu liên quan tới y học thì những công ty này nếu như mà họ không có rút tiền được để mà trả lương nhân viên trên thì mặt bằng À, tùy để tiếp tục kinh doanh và nghiên cứu thì nếu như mà không có số tiền đó thì số phận của những công ty này sẽ đi về đâu cái con số 250.000 đô là không đủ với phần lớn những cái nạn nhân ở SVB cho nên rất nhiều người đã kêu gọi Fed là phải có một cái gói cứu trợ cho những cái ngân hàng tương tự như chúng ta đã từng nghe nói trong năm 2008 À, và các bạn được đương nhiên đây cũng là một cái sự kiện sẽ có cái sự ảnh hưởng đến quyết định của Fed tăng lãi suất vào ngày 22 này và con số liên quan tới hợp đồng tương lai CME thay đổi liên tục luôn các bạn được là tới, tới bây giờ đó thì 68% đã nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.5% trong cuộc họp ngày 22 tháng 3 còn lại đó là 31.7% nghĩ là Fed chỉ tăng có 0.25 mà thôi và điều thú vị hơn nữa là các bạn thấy được là đối với một sự kiện lớn như vậy thì có thể nhiều người nghĩ là BTC sẽ giảm giá rất là nhiều. Nhưng mà BTC thật sự tăng giá các bạn từ hôm qua tới bây giờ tăng 1.3% ở mức là khoảng chừng 20.400 đô. Ethereum đó thì tăng 2.6% ở mức là 1.462. Nhưng mà những đồng còn lại thì xuống từ 2 tới 4% các bạn cho những đồng lớn. Thì tại sao vậy? Tôi nghĩ là cũng có nhiều người có suy nghĩ như thuần thì họ sẽ đổi đồng USDC ra BTC và Ethereum tại vì họ nghĩ đây là cái sự lựa chọn tốt hơn rồi cái tiền mặt. À, tại vì một người mà lưu trữ đồng stablecoin thì à, có thể là họ lưu trữ để họ có thể mua những cái crypto sau này chứ nếu như không họ đã lưu trữ tiền mặt rồi đâu còn lưu trữ stablecoin đâu. Đây cũng có thể là lý do các bạn nhưng mà dù sau này nữa đó các bạn thấy được cái sự kiện xảy ra ngày hôm nay là chúng ta à, đã đi một dòng lớn rồi. Các bạn đã nhớ đó là cái lý do tại sao mà Satoshi Nakamoto tạo ra BTC là tại vì cái sự ảnh hưởng đến từ thị trường tài chính, cái sự in tiền của Fed sau cái khủng hoảng năm 2008 à, khiến cho Satoshi nghĩ là chúng ta cần phải có một cái loại tiền phi tập trung, cho nên mới có BTC. Tháng 2 năm 2009 Satoshi à, đã chia sẻ như thế này và cái chia sẻ này đã, đã cách đây 14 năm một tháng rồi các bạn. 14 năm trước Satoshi đã nói là vấn đề gốc rễ với tiền tệ thông thường là tất cả sự tin cậy cần thiết để làm cho nó hoạt động. Ngân hàng trung ương phải được tin tưởng để không làm giảm giá trị của tiền tệ. Nhưng mà lịch sử của các loại tiền tệ fiat thì pháp định đầy những vi phạm niềm tin đó. Các ngân hàng phải được tin tưởng để giữ tiền của chúng tôi và chuyển tiền điện tử nhưng họ cho vay trong làn sóng bong bóng tín dụng với hầu như không có một phần dự trữ nào và đây là cái mà ông ta nói tới của cái sự kiện đại suy thoái năm 2008. Chúng ta phải tin tưởng họ về quyền riêng tư của mình. Tin tưởng họ sẽ không để những kẻ trộm nhanh tính bon rút tài khoản của chúng ta. Chi phí chung khủng lồ của họ làm cho các hoạt động thanh thoảng, vi mô, không thể thực hiện được và đây là những gì mà được chia sẻ bởi thạc số 14 năm rồi các bạn và 14 năm thôi chúng ta lại đi một cái dòng lớn cái sự kiện uh, liên quan đến usdt những sự kiện gần đây đó là các bạn thì được là bắt nguồn đến từ cái hệ thống tiền tệ hiện bây giờ bắt nguồn đến từ ngân hàng hiện bây giờ nếu như mà silver Gate Bank, nếu như mà svb không có đầu tư quá đà không có lưu trữ quá nhiều công trái phiếu uh, mà dẫn đến là họ không thể nào mà trả tiền cho những người đến rút được thì chúng ta đâu có sự kiện ngày hôm nay cho nên 14 năm sau chúng ta lại trở lại ban đầu các bạn và cái điều làm cho thường cảm thấy là nó có cái tính chủ tượng ở đây đó chính là BTC lại là cái đồng mà có sự tăng trưởng trong cái sự hỗn loạn này chúng ta hầu như nó đi một dòng lớn rồi chúng ta lại trở về ban đầu các bạn đó là cái suy nghĩ của thường hiện bây giờ nó cũng làm có một số những cái cảm xúc khó miêu tả lắm các bạn và bản thân của thường ngày hôm qua cũng đã quyết định đổi hết ra BTC cho nên cảm xúc của thường hiện bây giờ thì nó hơi dân chào một chút các bạn à, giống như là thường đã biết đến BTC ngày đầu tiên gì đó cảm giác là như vậy Đâu nên người ta nói là càng tìm hiểu về bitcoin thì bạn càng à, hiểu được là mình chẳng hiểu gì hết về bitcoin các bạn hôm nay thường lại có cái, cái cảm giác đó cảm giác nôn nao như lần đầu tiên vừa biết đến BTC và nói tới năm 2008 thì các bạn được là Lehman Brothers là cái ngân hàng lớn sụp đổ à, dẫn đến một cái chuỗi sự kiện cực lớn và mọi người bây giờ gọi là Great Recession có nghĩa là đại suy thoái và tôi đã từng chia sẻ với các bạn đó cái lúc mà thuận bắt đầu làm việc ở trong công ty đầu tư à, lúc đó là thuận mới ra trường các bạn năm 2008 và thuận đi làm à, thì mà còn nhớ thường chia sẻ là sau ngày lễ Lai 4 rồi thường đi làm ở công ty và lúc đó thường còn nhỏ đó các bạn cũng chẳng hiểu gì về Lehman Brothers và nghe thông tin ở trên TV là ngân hàng Lehman Brothers đã sụp đổ thì cũng không có hiểu được cái sự ảnh hưởng nhưng mà ba ngày sau thì sự ảnh hưởng nó đã rất rõ ràng rồi mọi người thật sự cũng không có hiểu nhiều về Lehman Brothers nó giống như là ngân hàng SVB hay là Silvergate đây là những ngân hàng mà họ cung cấp dịch vụ cho những ngân hàng khác và đó là mấu chốt các bạn khi chúng ta có một ngân hàng mà chuyên cung cấp dịch vụ cho những công ty khác sụp đổ thì thì sẽ kéo theo một sự kiện rất là lớn cho nên nhiều người mới kêu gọi là Fed cần phải có hành động và cần phải có gói hỗ trợ như là bơm tiền vào trong thị trường để mà cứu giãn tình hình như bây giờ và điều này đương nhiên sẽ làm ngược lại với những gì mà Fed đã nói trong thời gian qua là đánh lùi lạm phát các bạn bây giờ hầu như là Fed ngoại trừ phải giải quyết lạm phát ra còn phải giải quyết cái vấn đề liên quan tới ngân hàng sụp đổ như thế này và có thể là sự trùng hợp nhưng mà cũng rất là thú vị các bạn là giám đốc hành chính của ngân hàng Silicon Valley từng là giám đốc tài chính của ngân hàng Lehman Brothers mà chúng ta vừa mới nói tới. Thì để giải quyết cái sự kiện của năm 2008, thời điểm đó tháng 10 năm 2008 thì cựu tổng thống George Bush đã ký một cái gói gọi là hỗ trợ khẩn cấp như ngân hàng đã đáng giá là 700 tỷ đô la. 700 tỷ đô la có thể bây giờ các bạn cảm thấy là không nhiều lắm nhưng mà thời điểm đó đó đây là một cái hỗ trợ cực kỳ kinh khủng luôn các bạn chúng ta đã quen với những có hỗ trợ tính là hàng nghìn tỷ sau cái sự việc của dịch bệnh nhưng mà thời điểm đó đó năm 2008 700 tỷ là con số cực kỳ lớn và 700 tỷ này dùng để làm gì dùng để mà mua lại những cái nợ xấu của ngân hàng chứ nếu không những ngân hàng sẽ trên bờ vực phá sản các bạn và sẽ dẫn đến ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với những ngành khác và sẽ dẫn đến rất nhiều người bị thất nghiệp khi mà Fed đã quyết định là không cứu Lehman Brothers để dẫn đến cái sự kiện tồi tệ đó và nếu như mà không có gói hỗ trợ này thì nhiều ngân hàng khác sẽ cùng chung số phận với Lehman Brothers và những mà nào mà muốn biết thêm chi tiết thì các bạn có thể xem danh sách những ngân hàng nào được thu mua bởi những ngân hàng nào thời điểm năm 2008 và năm 2009 giống như chúng ta có Bank of America các bạn Bank of America đã thu mua công ty Countrywide là một trong công ty mà cung cấp dịch vụ cho vay bất động sản rất lớn thời điểm đó và ở gần nhà thuận các bạn, lúc đó thuận ở Townsend Oaks thì đây là cái công ty ở Calabasas và Bank of America đã phải thu mua lại và đây là chỉ định đến từ Bộ Tài chính của Hoa Kỳ tại vì đưa ra cái gói hỗ trợ là một phần những cái ngân hàng khác đó thì cũng phải hỗ trợ Bộ Tài chính bằng cách là phải thu mua những ngân hàng mà đang gặp vấn đề thì Bank America bị chỉ định là phải thu mua Countrywide và phải thu mua Merrill Lynch Ngân hàng Chase thì thu mua lại tài sản của Bear và Washington Mutual và ngân hàng Wells Fargo thì thu mua lại Wacovia Đây những cái tên tuổi mà thì nhiều bạn cũng đã quên rồi các bạn nhưng mà tôi muốn nhắc lại những gì đã xảy ra năm 2008 tại vì chúng ta có khả năng là có thể thấy một cái sự kiện tương tự chúng ta không biết được cho đến khi mà mở cửa lại ngày thứ hai trong cái thời điểm này đó cũng có khả năng là chúng ta có thể thấy là Fed cùng với bộ tài chính cùng với là một số những cơ quan liên quan đang họp ngay thời điểm này khi mà thằng chia sẻ với các bạn xem coi là phải đối phó như thế nào uh, Fed có hỗ trợ ngân hàng SCB hay không hay là sẽ để ngân hàng SGB uh, lơ lửng như vậy và sẽ ảnh hưởng đến những công ty khác chúng ta sẽ biết tất cả những điều này trong tuần sau các bạn và tuần sau sau đầu tuần mà cực kỳ sôi động luôn tại vì ngoại trừ là thông tin liên quan tới Fed sẽ có quy định gì liên quan tới SVB có cứu hay là không cứu có bơm tiền hay là không bơm tiền và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới CPI làm phát ra sao và Fed sẽ có quy định gì ngày 22 Tây đó là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Coinex, OKX, Bybit hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà tham gia sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.